Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ cập nhật cho các anh chị một số các tình hình liên quan tới dự án Kodomi Network. Cái đồng token là Kono. Đây là dự án nằm trên hệ sinh thái của Polkadot và là một trong những dự án được cộng đồng Việt Nam rất là quan tâm bởi vì có rất là nhiều đội nhóm ở Việt Nam chia sẻ về cái dự án này. Và có mời cả những người đại diện của dự án sang nói chuyện với cộng đồng của người Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay tôi chia sẻ các anh chị một số các thông tin liên quan tới dự án sẽ giúp cho các anh chị có thêm cái nhìn về cái dự án này. Đầu tiên thông tin đầu tiên liên quan tới dự án đó chính là Konomi họ thông báo là họ sẽ không tham gia đấu giá Parachain trên mạng lưới của Polkadot. Bởi vì họ cho rằng là việc đấu giá nó quá đắt đỏ và họ không có đủ ngân sách cũng như giai đoạn này họ không có tập trung vào việc đấu giá Parachain mà họ sẽ tập trung vào thứ khác. Rồi các anh chị có thể nhìn thông báo chính thức của Konomi, họ có đưa ra thông báo trên Medium. Các anh chị có thể đọc qua thông báo này. Trong cái thông báo này thì họ nói là họ đã chính thức triển khai Multi Chain Oracle trên mạng lưới của Ethereum vào ngày 29 tháng 12. Và đây là một trong những bước để họ sẽ triển khai hệ thống là Multi Chain Oracle cái thứ hai á, thì họ thông báo là họ sẽ quyết định là họ sẽ không tham gia đấu giá parachain đó thì bởi vì á, là họ cho rằng cái việc đấu giá parachain thì hiện tại thì cái giá nó rất là cao cho nên là họ sẽ tập trung vào việc là oracle triển khai cái mainnet oracle trong thời gian ngắn thì như vậy các anh chị thấy rằng là họ không có triển khai việc đấu giá parachain nữa mà họ sẽ chuyển hướng sang họ làm việc oracle Ha, và hiện tại thì họ đang manage Oracle trên nền tảng của Ethereum có nghĩa là họ đang cung cấp cái data feed cho các cái giao thức ở trên mạng lưới của Ethereum thì à, sắp tới họ sẽ có um, triển khai thêm các cái giao thức trên BSC rồi Moonbeam hay là Matic vân à, vân vâng. thì à, đây là cái định hướng của Kodomi và họ có thông báo rồi tiếp theo thì như các anh chị đã biết thì trong thiết kế dự án của mình thì Konomi họ nêu ra họ là một cái trung tâm về tài chính là một thị trường tiền tệ trên mạng lưới của Polkadot và làm về blockchain Thì à, bây giờ họ lại chuyển hướng sang họ tập trung về Oracle và cái việc mà về DeFi của họ thì như các anh chị đã thấy thì hiện tại là họ đã thay đổi kế hoạch của mình đó là họ tập trung vào Oracle đó thì các anh chị thấy đây là một cái ý thứ hai các anh chị cần phải nắm rồi cái tiếp theo đó thì có nhiều anh chị cho rằng cái dự án này là thời điểm rất là thích hợp để mua vào nhưng có anh chị cũng cho rằng dự án này không nên vào nữa bởi vì đội đép họ có thể là họ yếu quá họ không làm được vân vân thì cái chuyện đó là mỗi người sẽ có một cái đánh giá còn ngày hôm nay thì tôi sẽ cho các anh chị thấy với cái mức giá hiện tại thì các anh chị thấy cái điểm thấp nhất trong tháng 7 là 0,23 đô và hiện tại là 0,26 thì coi như cái giá của Konomi hiện tại là tiệm cận với cái giá đáy thấp nhất trong lịch sử của Konomi. Thì giá token này thời điểm khởi điểm nó bán tới 4,5 đô các anh chị và thời điểm hiện tại thì nó chỉ còn có 0,20 mấy đô có nghĩa là họ đã chia là mười mấy 20 lần rồi. Thì đây là một trong những dự án có sự giảm giá rất là là kinh khủng đối với một cái dự án mà à, được cộng đồng rất là quan tâm như thế này có một cái sự chia hơn 20 gần 20 lần à, Tuy nhiên thì các anh chị cũng nên cũng cũng nhìn thấy có một cái điều khách quan ở đây á, là toàn bộ dự án trong hệ sinh thái của Polkadot trong thời gian qua họ đều có sự tăng trưởng rất là chậm ngoại trừ có một số các cái dự án đặc biệt ở trong hệ sinh thái thì có sự săn đón còn lại thì những cái dự án khác thì mặc dù có đội ngũ backer rất là nhiều nhưng mà họ cũng giảm giá rất là sâu và chia tài sản rất là nhiều thậm chí có những dự án có hệ sinh thái riêng nền tảng riêng đấu giá đậu parachain các thứ nhưng mà giá trị của họ vẫn không có thể tăng được đây là tình hình chung của hệ sinh thái của đó thì Konomi hay là một số dự án khác ví dụ như là Kilin thì cũng không ngoại lệ cho nên là chúng ta vào giai đoạn này chúng ta chưa thể kỳ vọng được là Konomi nó sẽ đột phá trong ngắn hạn được rồi như vậy thì tôi sẽ phân tích thêm cho các anh chị một góc nhìn nữa để các anh chị thấy đó là theo thông tin của Konomi thì họ có khoảng 22 nhà đầu tư trong dự án và trong thiết kế token Nomic của mình thì họ có dành qua ra khoảng 20,5% dành cho private sale. Thì ngày hôm nay tôi sẽ phân tích cái token này cho các anh chị để các anh chị thấy là hiện tại thì dự án đang nắm giữ token hay là dự án đã xả hết rồi thì để cho các anh chị có thêm cái nhìn. Đầu tiên các anh chị có thể vào trong Konomi các anh chị vào trong Etherscan các anh chị xuất ra cái file thì ở đây tôi đã xuất ra được cái file của Konomi và tôi đã tìm ra được ở đây có các cái ví mà đầu tiên dự án có phát hành ra 100 triệu token. Sau đó họ phân ra 100% này cho 246 cái ví mà các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình. Đầu tiên cái ví đầu tiên là dành cho private sale là 21%, rồi 18% là marketing, 15% này là của dự trữ và 16% này là dành cho ecosystem hệ thống 15% này dành cho cố vấn và team dev 15% còn lại là dành cho incentive cho nền tảng thì ở đây là các anh chị thấy họ có ép thanh khoản các thứ thì họ đã dùng cái ví của marketing thì tất cả ở đây đều dùng cái ví của marketing để họ bán ra và các anh chị thấy nếu như mà các anh chị kiểm tra ví của private sale này để tìm các cái nhà đầu tư ở đây thì rất là khó để các anh chị có thể tìm ra được ngoại trừ các anh chị nào có thời gian các anh chị có thể sôi gần như toàn bộ các cái ví thì may ra các anh chị có thêm anh mối còn tôi đã dò nhưng mà nó đã không ra có nghĩa là cái ví này họ chỉ phân bổ token cho năm cái ví và trong đó có cái ví là bốn năm tám d là được nhận nhiều token nhất và từ cái ví này sau đó họ chuyển đi tới một cái ví, ví nó gọi là cái ví là Disper này cái ví này là ví phân tán có nghĩa là theo tôi thì đây là một cái app mà họ có thể dùng công cụ này để họ có thể chuyển tự động cái token của mình đến các cái ví nhận và họ chia ra rất là nhỏ và có tới rất là nhiều trang để họ chuyển token từ cái app này đi cho nên là rất là khó để chúng ta có thể kiểm tra tới 143 cái trang này để tìm ra cái ví nào là ví của nhà đầu tư Bên cạnh đó thì các anh chị có thể tìm được đi chăng nữa thì họ cũng sử dụng một cách đó chính là họ chuyển lên sàn à, giao dịch tập trung rồi sau đó họ bán hoặc là họ chuyển về cái ví cá nhân vân vân thì lúc đó chúng ta không biết được. Thì các anh chị thấy là họ dùng cái cách như vậy và chúng ta không truy vấn được 22 cái ví nhà đầu tư là chúng ta không truy vấn được. Rồi bây giờ chúng ta xem cái ví cái ví nào đã được tiêu dùng trong tổng các cái ví 100 triệu cái đồng token ở đây thì tôi đã xuất ra một cái file holder thì các anh chị thấy là hiện tại cái ví ecosystem là vẫn còn nguyên nè cái ví dự trữ 15 vẫn còn nguyên cái ví incentive 15 cũng vẫn còn nguyên ví của team dev 15 trăm thì hiện tại là còn 7,2 phần trăm họ đã chuyển token này đi cho những người liên quan đã gần như một nửa rồi thì các anh chị có thể kiểm tra ở đây để các anh chị có thêm cái nhìn về cái ví của team đẹp họ cũng chuyển đi mà các cái ví nhận cũng chuyển đi lung tung hết cho nên là rất là khó để có thể kiểm tra thì ở đây là các anh chị thấy cứ 30 ngày thì họ chuyển đi là đầu tiên là họ có chuyển một triệu mốt sau đó thì cứ tám 133 rồi họ chuyển đi tới một cái ví này, rồi sau đó từ cái ví này họ lại chuyển đi rất là nhiều các cái ví khác nữa, rồi các cái ví khác lại tiếp tục chuyển đi vân vân, thì rất là khó để kiểm tra chi tiết các cái ví này. Như vậy là các anh chị thấy đối với tim dép họ còn 7,2 triệu, rồi sau đó thì các anh chị thấy là ở sàn Okex, KuCoin là có khoảng 11 triệu cái đồng token rồi marketing nó đang còn 3,7 triệu rồi MEXC là còn 3, mấy triệu như vậy thì toàn bộ cái này các anh chị thấy khoảng 18,7 phần đây là tất cả các token này đều được chuyển ra từ cái ví của marketing chuyển qua và hiện tại ví marketing họ đang có số dư là 3,7 triệu và sau đó họ phân bổ cho các cái ví này như vậy là cái việc họ bán token ra vào thì họ đã có cái sự bán ra và mua vào như thế nào đó. Và hiện tại thì dự án đang sở hữu gần như là hơn 80% số lượng token của dự án và họ hoàn toàn có thể làm chủ được phần token này. Còn các nhà đầu tư thì cho đến thời điểm hiện tại họ cũng bị chia rất là nhiều và ai nắm giữ token đến thời điểm hiện tại này thì cũng không phải là số lượng lớn. Ngoài ra thì các cái ví có nắm giữ số lượng token trên 100.000 ấy đồng token ở đây thì tôi nghĩ là cũng cũng có rất là nhiều ví nó thuộc của dự án nhưng mà chúng ta không biết là ví nào. Rồi như vậy thì các anh chị thấy đối với cái dự án này nếu như mà team dev họ muốn triển um, khai việc là đẩy giá thì họ hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Bởi vì thứ nhất là giá của cái cáp của cái dự án này hiện tại rất là bé. Cáp của dự án hiện tại mới có 10 triệu đô thôi. Nhưng mà trong 10 triệu đô này thì gần như là dự án họ nắm gần như là hoàn toàn. Chỉ có một phần rất là nhỏ. Rồi như vậy thì các anh chị thấy trong cái lượng cung lưu lưu thông là khoảng 38 triệu cái đồng token ở đây thì đâu đó dự án họ đã nắm gần như là phần lớn cái đồng token ở đây cho nên việc mà họ có triển khai là đẩy giá cái đồng token này hoặc là dùng market maker để Thổi giá dự án vân thì hoàn toàn họ có thể làm được. Tuy nhiên đứng góc độ ở phân tích ở cái góc độ của chủ dự án thì họ có cần phải làm điều đó hay không? Bởi vì theo tôi biết thì có rất là nhiều anh chị đang đu đỉnh ở đây. Và có rất là nhiều người kỳ vọng rằng là giá của economy này sẽ tăng giá trong thời gian ngắn để họ có thể cắt lỗ hoặc là họ có thể bán ra cái đồng token của mình để bớt lỗ hơn hoặc là chốt lời vân vân rồi nếu đứng về góc độ của chủ dự án thì các anh chị sẽ đặt câu hỏi xem là nếu là chủ dự án các anh chị là chủ dự án thì các anh chị có đẩy giá cái token này lên để cho cộng đồng hay không thì rất có khả năng là theo tôi thì rất có khả năng nếu như trong tay của chủ dự án ở giai đoạn hiện tại họ nắm phần lớn cái lượng token của mình thì rất có khả năng họ sẽ đẩy giá lên bởi vì đây là thời điểm rất là tốt để họ tiếp tục họ phân phối token của mình ra ở giai đoạn tiếp theo. Bởi vì giai đoạn đầu thì các anh chị thấy là giá từ 4 đô, họ đã phân phối lúc cái giá token từ 4 đô và sau đó thì ở đâu các cái giai đoạn này thì tôi nghĩ họ đã mua lại rồi. Cho nên là họ sở hữu được một cái lượng token rất là lớn cho tới thời điểm hiện tại và trong giai đoạn cái giá nó đang thấp như thế này thì đây là giai đoạn rất là tốt để cho chủ dự án có thể tăng giá lên x2 ít x3 ít cho đến thời điểm hiện tại ông vân và họ bắt đầu thu hút được một cái lượng cộng đồng mua vào và khi đó thì rất có khả năng họ sẽ tiếp tục phân phối cái đồng tu cần này đến cho cộng đồng cho nên là các anh chị có thể đúc kết lại thứ nhất là À, đối với dự án Konomi thì à, có rất có thể khả năng chủ dự án họ sẽ đi theo đường dài chứ họ không có đi theo tầm nhìn ngắn hạn nữa, cho nên lạc ác của cái đồng token này nó sẽ không có sự đột biến trong thời gian sắp tới. Nếu nó có tăng thì nó sẽ tăng lên để nó phục hồi ở một số các cái điểm à, ví dụ như x2x3 so với giá hiện tại thôi, chứ nó không có phục hồi à, tới cái đỉnh là 4 đô hay là một đô như chúng ta kỳ vọng. Rồi như vậy thì đối với cái dự án này nếu như các anh chị quyết định đầu tư vào thời điểm này thì theo tôi thì tôi sẽ dành một ít ngân sách của mình để mua vào dự án Konomi này. Tuy nhiên thì tôi sẽ không dành cho nó một cái ngân sách lớn bởi vì đây là một dự án khá là rủi ro. Rủi ro thứ nhất là không biết khi nào hệ sinh thái của Polkadot nó phát triển. Rủi ro thứ hai đối với dự án Konomi này nó chỉ là một phần nhỏ trong hệ sinh thái của Polkadot cho nên đó là có quá nhiều dự án trên mạng lưới của Polkadot thì việc mà Konomi này có thể tăng giá được thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào ý kiến chủ quan của chủ dự án cho nên đó là chúng ta chỉ dành một cái phần nhỏ xem như là chúng ta bắt đáy dự án này thôi chứ chúng ta không nên ôn in một cái số tiền lớn vào đây rất có khả năng các anh chị sẽ đợi rất là lâu đây cảm ơn các anh chị như vậy là buổi chia sẻ về dự án Konomi Network của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Nếu như các anh chị thấy video này hữu ích xin cho chúng tôi một like, một nút subscribe và share kênh giúp cho kênh tiếp tục phát triển. Ngoài ra thì uh, hiện tại kênh The Victor View có kênh Cost uh, TV đã up các video mình lên. Các anh chị có thể uh, ủng hộ kênh bằng cách uh, vào trong Cost TV, các anh chị tạo tài khoản các anh chị theo dõi kênh các anh chị có thể like comment để vừa nhận cái phần thưởng cho mình vừa đồng thời theo dõi kênh và sự tương tác cảm ơn các anh chị đã theo dõi thân ái chào tạm biệt các anh chị